Em là chủ kênh Vườn Lan Phương Hồng, xin kính chào toàn thể cô chú anh chị yêu và đam mê lan trên khắp mọi miền Tổ quốc. Ngày hôm nay là ngày 20 tháng 10 năm 2021, nhà vườn em lại tiếp tục lên một số mặt hàng để giới thiệu và chia sẻ cho các bác những mặt hàng giống hoa lan đẹp nha em. Đó, hôm nay nhà em lên 23 đơn hàng để chia sẻ cho các bác. Địa chỉ nhà em là ở thôn Tổ Gà, xã Cao Phong, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc các bác nhé. Sau đây em cũng không để cho các bác chờ đợi lâu, em xin đi vào chi tiết từ đơn hàng. Đó, bao gồm mặt hàng như là hôm nay nhà em hái dương mắt mờ này, 5 cánh trắng HO này, rồi là 5 cánh trắng Phú Thọ này. Đó. Rồi 5 cánh trắng Đại Tướng này. 5 cánh trắng Đại Tướng này. Rồi là lá kỳ sọc phát tài này. Đó, 5 cánh trắng Chư Mô Rây này. Rồi bầu cánh mai Tam Dương này. Ám mắt châu đương xanh Phú Thọ này. Tất cả mặt hàng con giống nhà em là em chia sẻ cho các bác chuẩn mặt hàng, chuẩn con giống. Các bác nhá, địa chỉ là ở thôn Tố Gà, xã Cao Phong, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Số điện thoại cũng như là số Zalo của em là 0972 197255, Facebook Hồng Nguyễn. Đó. Đơn hàng đầu tiên nhé em. Đây là một chậu ám mắt châu lương xanh Phú Thọ. Đó. Chậu này là hàng Ki 52 các bác nhá. Đây là Ki 51 này. Ki 51 này. 51 đây này. Đây là mầm gốc của Ki 52 này. Gồm có một mầm gốc này, hai mầm gốc này. Đó, hai cái mầm gốc này. Để em chia sẻ cả chậu, em không có tách ra làm gì. Vì thực ra là những cây này giá trị bây giờ nó không còn cao nữa. Cho nên là các bác rất dễ sưu tầm. Thì em chuyển cả chậu như này. Đó, ngọn nó đi này. Đó. Đây là chậu ám mắt châu lông xanh này. Đó, cái mầm này là dài 2 này, 4 này, khoảng 60 cm cho cái mầm này. 60 cm thôi nhá. Đấy. Đấy. Nguyên cái chậu này em chia sẻ cho các bác giá yêu thương là 500.000 đồng, 500.000 đồng cho hình số 1. Đó, một chậu ám mắt châu lương xanh 500.000 đồng. Đấy, em quay xa cho các bác nhìn và cho các bác coi khuôn hoa. Đây là khuôn hoa ám mắt châu lương xanh Phú Thọ. Đó, bảo hành tuyệt đối cho các bác con hoa này. Đó, tiếp theo sau đây em chuyển sang mặt hàng khác, đó là mặt hàng bầu cánh mai Tam Dương. Thì cây này nguồn từ bản Hưng em này. Đó, cái chất lá này em còn có cả chậu to ngoài kia. Đó, bầu cánh mai Tam Dương thì cái chậu này gồm có một thân này, một thân này, hai ba bốn, bốn thân. Đó, bốn thân, nhưng mà cái này em lại nói trước là có một cái đầu lá này, thế nên ngọn nó không sao cả, đấy, nó bị một tí đầu lá này, nó không sao cả nhé, nó đi bình thường. Bốn cả chậu này, cả chậu gồm có 4 cây này. Đó. Em chia sẻ cho các bác với giá là 450.000 đồng, 450.000 đồng cho cái chậu này bầu cánh mai Tam Dương, 450.000 đồng. Tiếp theo em chuyển sang hình số 3. Hình số 3 cũng là một chậu bầu cánh mai Tam Dương gồm có 3 cây, 3 cây. Những cây này được ăn nắng rất là đẹp. Đó. Rất là đẹp. Cả một nguyên cả một chậu này em chia sẻ cho các bác với giá là 400.000 đồng, 400.000 đồng. Đó. Sau đây em cho mời các bác ngắm cái khuôn hoa của bầu cánh mai Tam Dương. Ở đây, đây là khuôn hoa bầu cánh mai Tam Dương các bác nhé. Đó, chuồn mặt bông này luôn. Tiếp theo sau đây em chuyển sang hình khác, đó là mặt hàng khác là hình số 4, là cây 5 cánh trắng Tình Anh Em. Thì cây này trước lâu lắm rồi em lại sưu tầm được một cây để về chia sẻ cho các bác. Những mặt hàng khi em chia sẻ là phải chuẩn cây em mới chia sẻ, không chuẩn cây là em không có bán, em nói luôn với các bác như thế. Thật ra là trên mạng xã hội thì tóm lại là người ta vẽ được ra thì người ta mới có để bán, thì ở đây các bác là em đi mua đây gà mái mới được cái kỳ này. Cũng chẳng có nhiều những cái giống mà ít này, không có nhiều để bán. Duy nhất có 1 cây rồi. Đó, 5 cây trắng Tình Anh Em. Đó, cây này. Đó. Dòng này thì thân nó không được to bác nhá. Em cũng phải báo luôn, mặt bông rất là đẹp. Đó, như cái cây này là em chia sẻ giá là 600.000 đồng, 600.000 đồng. Đó, cây 5 cây trắng Tình Anh Em này. Đó. Thực ra là em lên chia sẻ lấy tương tác thôi, chứ còn thì cũng thỉnh thoảng em mới lên.
mà em đã bán là phải chuồn hàng em mới bán, thì thực ra bán hàng nó phải bền lâu dài chứ không nghĩ gì vài trăm như người ta như bọn lừa đảo. Đấy, em nói thật. 600.000 đồng. Ở đây em mời các bác ngắm cái khuôn hoa năm cánh trắng tình anh em. Đó, bảo hành tuyệt đối cho các bác khuôn hoa này. Đó. Tiếp theo sau đây em chuyển sang mặt hàng khác. Thì em chia sẻ cho các bác là cây năm cánh trắng Chumorai. Đó, năm cánh trắng Chumorai. Đó. Cây này, tất cả cây này là em lấy của anh Minh Tây Thiên. Vườn lan anh Minh Tây Thiên thì các bác biết. Nếu nói ở trên Tam Đảo đấy là cây của anh Minh Tây Thiên. Và em muốn cao cái chậu mẹ mà. Thế như cái chậu mẹ này cao còn kỳ. Không còn kỳ. Đây. Đây cái thân của nó này. Đây. Đây là thân năm cánh trắng Chumorai. Cả chậu này đây em vẫn còn 2 kỳ nhưng mà nó chưa có giá, em chưa xế được. Đấy, em cao chậu to này, sang năm em chia sẻ cho các bác. Đó. Đây cái này là nó có thân kỳ năm nhất này. Năm nay là kỳ năm thứ hai này. Đó. Cả ba kỳ này em chia sẻ tất này. Và cái này có khả năng là em bỏ ra ngoài, em chuyển sang cái chậu nhựa nào đó em chuyển cho các bác nhé, cho nó vỡ. Đó. Em chia sẻ là 450.000 đồng. 450.000 đồng ba kỳ luôn. Ba kỳ mình nó cùng khóm này, em không đỡ tay em, nó còn nhỏ. Đó. 450.000 đồng. Đó. Em chuyển tiếp theo sang hình số 6. Hình số 6 cũng là một cái kỳ này. Kỳ này gọi là kỳ năm nhất. Đó nhá. Chỉ chia sẻ cái kỳ này. Như em chuyển cả gốc vào nha các bác. Vì gốc này nó bị xin ăn mầm gốc này. Đó. Thì cái lên này nó lên một cái kỳ này. Đó. Đó. Như này là em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng. 300.000 đồng. Cho hình số 6. Và dòng này thân nó cũng không có to đâu. Nhưng hoa rất là đẹp. Đó. Tiếp theo sau đây chuyển sang hình số 7. Hình số 7 thì cũng là một cái kỳ năm thứ hai, cái mầm gốc năm thứ hai. Một thân mẹ dài này. Một mầm gốc dài 2 này. 4 này. Khoảng chừng gần 50 cm. Gần 50 cm. Đó, lá Chumorai này. Đó. Đó. Cái dòng này là lá nó cứ này. Nhưng đây không phải là lá bị bệnh hay là như nào đó các bác nhá. Cái màu lá này, cái giống này nó thế. Đó, đây. Lá này. Đó. Cái này chậu khá là nặng. Có khi em phải chuyển sang một cái chậu khác để gửi cho các bác. Vì anh Minh thì anh chồng anh chồng tất vào chậu sứ này. Đó. Đó, một cái thân này. Đó, chi thân này là em chia sẻ giá là 850.000 đồng. 850.000 đồng. Đây, cho các bác ngắm cái khuôn hoa này. Đó. Thân nhỏ thôi nhưng mà khuôn hoa nó rất là đẹp. Đó. Rất là đẹp. Thì sau đây em chuyển sang hình số 9. Hình số 9 thì em chỉ có duy nhất một cái cây. Đây là dòng kiến, chưa có mặt bông các bác nhá. Đây là lá phát tài này. Đó. Rất là phê. Đó. Một cái kỳ này. Kỳ này dài khoảng 7 cm. Và một cái mầm nhỏ. Mầm nhỏ. Đó, nhưng mà phát tài là lá phát tài chuẩn đẹp thì này là em chia sẻ giá là 700.000 đồng. 700.000 đồng cho hình chậu số 9 này. Đó. Kiến lá phát tài này. Đó. Cực kỳ đẹp. 700.000 đồng. Tiếp theo em chuyển sang hình số 10. Hình số 10 thì em có một cái kỳ duy nhất, đó là cây năm cánh trắng đại tướng. Đó, năm cánh trắng đại tướng này, các bác nhìn lá này, thân này, thân này này, dòng này, nó, thân của nó cực kỳ giống thân bạch tuyết, giống thân năm cánh trắng bạch tuyết các bác nhá, cái chi của nó này, đó, như mặt hàng là mặt hàng nào đi mặt hàng đấy, em không bán lăng nhăng, cặp, đó, cái chi năm cánh trắng đại tướng này, nó dài được hơn 30 cm. Hơn 30 cm nhá. Hơn 30 cm em chỉ sử giá là 800.000 đồng. 800.000 đồng. À, em cũng mời các bác ngắm khuôn hoa năm cánh trắng đại tướng. Đó. Và các bác phân biệt ở giữa cây năm cánh trắng phú thọ này, cái kế trí của nó này, và cây đại tướng này, hai cây này. Đó.
nhìn này nó rất là rõ. Tiếp theo sau đây chuyển sang mặt hàng khác, đó là cây 5 cánh trắng Phú Thọ. Cũng có một cây này. Dòng này rất là thân lá, nó rất là phê này. Đó. Chất cây rất đẹp. Đây một lên một loạt này. Cây này là 33 sen. Em chia sẻ là giá là 1.100.000 đồng. 1.100.000 đồng. Đó. 1.100.000 đồng. Cực kỳ đẹp. Đó. Cây này trước là em lấy của Đỗ Hoàng Tùng. Tất cả những mặt hàng em bán ra là phải chuẩn hàng và chuẩn giống. Đây, chú vẫn đi cả thìa này. Đó, cây đẹp. Em chỉ xỉ giá 1.100.000 đồng. 33 sen. Em chuyển tiếp theo sang hình số 12. Hình số 12 là cây này. Cây này lớn hơn. Lớn hơn. Đó. Cây này em chia sẻ giá là 1.200.000 đồng. 35 sen. 35 sen. 35 sen. 1.200.000 đồng. Tiếp theo em chuyển sang hình số 13. Hình số 13 cũng là một cây. Đây, cây lá lỗi này. Đó, lá lỗi này. Đó, cây này. Đó. Cây này em chia sẻ giá là 1.050.000 đồng. 1.050.000 đồng. Lá lỗi này. Đó. 1.050.000 đồng. Cho cái này. Nó có 30 sen. Tiếp theo sau đây em chuyển sang là hình số 14. Hình số 14 cũng là một kỳ 5 cánh trắng Phú Thọ. Vẫn cây từ chú Tùng. Cây này là em chia sẻ giá là 600.000 đồng. Tiền nào của đấy. Cây nhỏ thì tiền nhỏ, cây lớn thì tiền lớn. Đó. Cây này nó ngắn hơn. Đây so với hai cây này. Đó. Cây này em chia sẻ giá là 600.000 đồng. Hình số 14. 600.000 đồng. Đó. Hình số 14 600.000 đồng. Em chuyển sang hình số 15. Hình số 15 thì cây này lại ngắn hơn chút nữa. Ngắn hơn chút nữa. Đó. Cây này em chia sẻ giá 500.000 đồng. 500.000 đồng. Đó. Em chuyển sang hình số 16. Cũng là một kỳ 5 cánh trắng Phú Thọ. Kỳ này. Đó. Kỳ này. Kỳ này em chia sẻ giá là 600.000 đồng. Hình số 16. 600.000 đồng. Đó. 600.000 đồng. Em chuyển tiếp theo sang hình số 17. Cũng là một kỳ. Một kỳ. Kỳ này lớn này. Lại là một kỳ lớn hơn. Đó. Kỳ này em chia sẻ giá là 800.000 đồng. 25 sen. 25 sen. 800.000 đồng. Đó. Tám trăm nghìn đồng. Cho hình số 17. Em chuyển sang hình số 18. Cũng là một kỳ. Đó, kỳ này. Đó. Kỳ này em chia sẻ giá là 600.000 đồng. 600.000 đồng. Đó. 600.000 đồng. À, 600.000 đồng cho hình số 18 thôi nhé. Và em mời các bác ngắm cái khuôn hoa Phú Thọ này. Đó. Khuôn hoa nằm trong Phú Thọ này. Và tiếp theo sau đây em chuyển sang hình số 19. Em lên một cái kỳ HO. 5 cánh trắng HO. Hay còn gọi là 5 cánh trắng Hiền Oanh. Tất cả những mặt hàng này em bán phải chuẩn hàng và chuẩn giống này. Cho các bác coi cái khuôn hoa cũng lạ gì. Cái khuôn hoa 5 cánh trắng HO này. Đó. Đó. Và những mặt hàng, tất cả mặt hàng bảo hành chỉ yêu cầu các bác. Đây là cái địa chỉ nhà em. Đó, bác nào gần thì có thể là cứ về tại vườn, giao lưu tại vườn nhé. Hình số 19.
1.200.000 đồng cho kỳ HO này. Đó. 1.200.000 đồng. Đây hình số 19. Em mà chuyển sang hình số 20. Hình số 20 cũng là một cái kỳ. Một cái kỳ này, kỳ nhỏ hơn 1.000.000 đồng. 1.000.000 đồng cho hình số 20. Đó, 1.000.000 đồng. Em mà chuyển sang hình số 21. Hình số 21 là một cái kỳ. Kỳ năm nhất đấy. 50.HO. Thì em nói luôn kỳ này là ngọn nó lỗi ngọn này, hồng ngọn này. Thì nó đi ra hai cái mầm gốc vì nó thắt ngọn hồng ngọn trước thì nó đi trước. Bây giờ cái ngọn này nó đi nhanh như này. Đó. Và lên là hai mầm nữa. Hai mầm bên này. Đó, bên này. Đó. Các bạn nhìn rõ không? Đó. Mầm đó này. Một mầm và một mầm kẻ đây. Đó. Là khi này em chia sẻ giá là 3.000.000 đồng. 3.000.000 đồng cho hình số 21. 3.000.000 đồng. Đó. 3.000.000 đồng. Em chuyển sang mặt hàng khác. Đó là hình số 22. Một cái kỳ 5 cánh trắng mắt mờ Hải Dương. Cây này em cũng lấy từ anh Minh Tây Thiên nhá. Đó. Một kỳ này em chia sẻ giá là 1.300.000 đồng. 1.300.000 đồng. Hình số 22. 5 cánh trắng mắt mờ Hải Dương. Đó. Em chuyển tiếp theo sang hình số 23. Cũng là một kỳ. 1.500.000 đồng. Đó. Là kỳ này. Đó. Kỳ này 1.500.000 đồng. Đó. Và em mời các bác ngắm cái khuôn hoa mắt mờ Hải Dương. 5 cánh trắng mắt mờ Hải Dương. Đó. Bảo hành tuyệt đối cho các bác. Đó. Thì em lên 23 hình em cũng đã giới thiệu xong. Thì cũng như thường lệ thì em xin gửi lời chào, lời chúc tới toàn thể các bác. Chúc các bác có một ngày mới vui vẻ. Đó. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi những cái video nhà em trong suốt thời gian vừa qua. Em chào tạm biệt các bác.